Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc. Chương trình có những tin chính. Đảng ủy Văn phòng Tỉnh ủy triển khai nhiệm vụ năm 2015. Đoàn công tác Trường Đại học Xây dựng thăm và làm việc tại thành phố Vĩnh Yên. Đoàn đại biểu Quốc hội giám sát tình hình oan sai trong việc áp dụng pháp luật hình sự, tố tụng hình sự. Phát huy ý tưởng sáng tạo của học sinh trung học. Sau đây là nội dung chi tiết. Chiều ngày 26 tháng 1, Đảng ủy Văn phòng Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2014, triển khai nhiệm vụ năm 2015. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thế Trường, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trường đoàn đại biểu Quốc hội khóa 13 tỉnh, đồng chí Vũ Hồng Phương, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh. Năm 2014, Đảng ủy Văn phòng Tỉnh ủy đã tham mưu giúp Tỉnh ủy tổ chức tốt các cuộc họp của Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, kịp thời thể chế hóa các chủ trương của Tỉnh ủy để lãnh đạo chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai thực hiện. Xây dựng các báo cáo sơ kết tổng kết việc thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng để báo cáo Trung ương, thẩm định các văn bản, xây dựng các nghị quyết, chương trình, kế hoạch, giúp Tỉnh ủy triển khai thực hiện chỉ thị 36 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng và xây dựng kế hoạch hướng dẫn thực hiện đối với các đảng bộ trực thuộc. Chuẩn bị đề cương báo cáo trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 16. Đảm bảo cơ sở vật chất phục vụ tiếp đón các đoàn khách trong nước và quốc tế, tiếp nhận và xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo đúng theo quy định của pháp luật. Thực hiện tốt công tác văn thư lưu trữ, thường xuyên đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công việc. Công tác chính trị tư tưởng, công tác tổ chức được quan tâm thực hiện. Năm 2014, Đảng ủy Văn phòng Tỉnh ủy đã quán triệt thực hiện tốt nghị quyết Trung ương 4 khóa 11, một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay, gắn với thực hiện chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Công tác kiểm tra giám sát, công tác dân vận, hoạt động của các đoàn thể quần chúng có nhiều đổi mới, góp phần phát huy dân chủ, tinh thần đoàn kết trong cơ quan, trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thế Trường đánh giá cao những kết quả đạt được của Văn phòng Tỉnh ủy trong năm 2014. Đồng chí Nguyễn Thế Trường mong muốn năm 2015, Đảng ủy Văn phòng Tỉnh ủy tiếp tục tham mưu giúp Tỉnh ủy thực hiện tốt các chương trình, kế hoạch đề ra, chủ động nắm bắt thông tin cơ sở để tham mưu giúp Tỉnh ủy chỉ đạo giải quyết kịp thời, đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công việc, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, quan tâm nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho cán bộ công chức viên chức trong cơ quan. Tiếp đó, Văn phòng Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị cán bộ công chức viên chức năm 2014, triển khai nhiệm vụ năm 2015. Tại hội nghị, Văn phòng Tỉnh ủy đã khen thưởng cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2014. Sáng ngày 24 tháng 1, đoàn công tác của Trường Đại học Xây dựng đã đến thăm và làm việc tại thành phố Vĩnh Yên, tới dự có đồng chí Nguyễn Văn Trúc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Trúc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và lãnh đạo thành phố Vĩnh Yên đã giới thiệu khái quát một số thành tựu phát triển kinh tế, văn hóa xã hội của tỉnh Vĩnh Phúc trong những năm qua, đặc biệt là thành phố Vĩnh Yên. Năm 2014, thành phố đã vinh dự được Thủ tướng Chính phủ công nhận là đô thị loại 2. Trong những năm tới, với định hướng xây dựng Vĩnh Yên trở thành đô thị lõi của thành phố Vĩnh Phúc trực thuộc Trung ương, Vĩnh Yên sẽ được đầu tư và thực hiện nhiều hạng mục công trình. Do vậy, rất cần sự phối hợp, cộng tác và tư vấn của các chuyên gia đầu ngành của Trường Đại học Xây dựng để Vĩnh Yên xứng tầm là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa sau của tỉnh. Đoàn công tác của Trường Đại học Xây dựng đã cảm ơn sự quan tâm giúp đỡ của người dân Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc trong suốt thời gian trước đây, Trường Đại học Xây dựng đóng tại Hương Canh, Bình Xuyên. Đồng thời mong muốn trong những năm tiếp theo sẽ có những cộng tác đóng góp tích cực với tỉnh, với thành phố trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật, xây dựng. Tiếp đó, đoàn đã đến thăm Văn miếu Quốc Tử Giám Vĩnh Phúc, quảng trường tỉnh, thăm lại trường cũ tại Hương Canh, Bình Xuyên và tham quan khu du lịch Đại Lải. Sáng ngày 26 tháng 1, đoàn đại biểu Quốc hội khóa 13 tỉnh có buổi làm việc với Viện Kiểm sát Nhân dân, Tòa án Nhân dân và Công an huyện Y Lạc về tình hình oan sai trong việc áp dụng pháp luật hình sự, tố tụng hình sự và bồi thường thiệt hại cho người bị oan sai từ ngày 1 tháng 1 năm 2011 đến 30 tháng 9 năm 2014. Đồng chí Hồ Thị Thủy, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa 13 tỉnh chủ trì hội nghị. Trong 3 năm qua, Tòa án Nhân dân huyện Yên Lạc đã thụ lý trên 220 vụ với gần 410 bị cáo, giải quyết xét xử 205 vụ, 407 bị cáo. 100% các vụ án hình sự được thụ lý và giải quyết đúng thời hạn luật định,
không để xảy ra tình trạng oan sai. Đối với Viện Kiểm sát Nhân dân, việc phát hiện oan sai trong hoạt động tố tụng hình sự được thực hiện theo đúng luật định, không để xảy ra tình trạng bức cung, dùng nhục hình trong quá trình điều tra. Trong 3 năm, Viện Kiểm sát đã giải quyết 210 vụ với 410 bị can, truy tố 206 vụ, 408 bị can, đạt 99,5%. Không có trường hợp truy tố sai tội danh, sai khung hình phạt. Đặc biệt đã giải quyết dứt điểm các vụ án kéo dài, không để các vụ án hình sự kéo dài trên 5 năm. Từ ngày 1 tháng 1 năm 2011 đến ngày 30 tháng 9 năm 2014, Công an huyện Yên Lạc đã tiếp nhận giải quyết gần 340 trên 365 tố giác, tin báo và kiến nghị khởi tố, chuyển cơ quan khác giải quyết 18 tin. Kết luận buổi giám sát, đồng chí Hồ Thị Thủy đánh giá cao nỗ lực của ba cơ quan trong thực hiện pháp luật về hình sự, tố tụng hình sự và bồi thường thiệt hại cho người bị oan, góp phần quan trọng trong giữ gìn trị an trên địa bàn huyện. Đồng thời đề nghị ba cơ quan tiếp tục xử lý, giải quyết kịp thời, dứt điểm các tố giác, tin báo vụ án hình sự, tăng cường công tác đào tạo, nâng cao trình độ cho các điều tra viên, giải quyết, xử lý vụ án đúng người đúng tội, không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm. Chương trình thời sự xin được tiếp tục với những thông tin quan trọng khác. Thưa quý vị và các bạn, ngày 26 tháng 1, đoàn thẩm định xem xét công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2014 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đã có buổi thẩm định các tiêu chí nông thôn mới tại xã Tân Cương, huyện Vĩnh Tường, xã Triệu Đề, huyện Lập Thạch, xã Kim Long, huyện Tam Dương. Sau đây là tổng hợp của phóng viên thời sự. Sau 4 năm triển khai chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, xã Tân Cương, huyện Vĩnh Tường đã đạt 19 trên 19 tiêu chí. Thay mặt đoàn thẩm định, đồng chí Nguyễn Kim Khải, tỉnh ủy viên, giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư ghi nhận những nỗ lực của xã Tân Cương, đồng thời đề nghị địa phương cần tiếp tục hoàn thiện các tiêu chí xây dựng cơ sở vật chất văn hóa, môi trường, tuyên truyền vận động nhân dân tiếp tục công cuộc xây dựng nông thôn mới. Đoàn nhất trí đánh giá xã Tân Cương đạt chuẩn nông thôn mới. Tính đến hết năm 2014, xã Triệu Đề, huyện Lập Thạch đã đạt 19 trên 19 tiêu chí nông thôn mới. Sau khi thẩm định, đoàn nhất trí đánh giá xã Triệu Đề đạt chuẩn nông thôn mới. Thay mặt đoàn, đồng chí Ngô Khánh Lân, tỉnh ủy viên, giám đốc Sở Khoa học Công nghệ ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà xã Triệu Đề đạt được trong quá trình xây dựng nông thôn mới. Tuy nhiên, đồng chí cũng đề nghị xã cần tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân phát huy những thành quả đạt được trong 4 năm xây dựng nông thôn mới, tiếp tục hoàn thiện một số hạng mục còn tồn tại ở từng tiêu chí. Những hạng mục chưa hoàn thiện cần sớm đẩy nhanh tiến độ hoàn thành. Đồng thời thống kê rà soát lại số liệu để hoàn thiện báo cáo. Sau 4 năm tổ chức triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, xã Kim Long, huyện Tam Dương đạt 19 trên 19 tiêu chí. Thay mặt đoàn thẩm định, đồng chí Nguyễn Ngọc Thanh, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng và kết quả đạt được của xã Kim Long sau 4 năm triển khai xây dựng nông thôn mới. Đồng thời nhấn mạnh, ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã đã chỉ đạo quyết liệt, vận dụng linh hoạt sáng tạo các cơ chế, chính sách của tỉnh, huy động cả hệ thống chính trị vào xây dựng nông thôn mới, góp phần đưa Kim Long về đích nông thôn mới sớm nhất năm 2014. Đồng chí đề nghị xã tiếp tục giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt. Đoàn đã thống nhất ý kiến xã Kim Long đạt 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Đồng thời báo cáo Hội đồng thẩm định của tỉnh và Ủy ban nhân dân tỉnh xét công nhận xã Kim Long đạt chuẩn nông thôn mới trong thời gian sớm nhất. Chiều ngày 26 tháng 1, Sở Giáo dục và Đào tạo, Báo Vĩnh Phúc, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh đã tổ chức ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền về giáo dục đào tạo năm 2015. Dự buổi lễ có đồng chí Hoàng Minh Quân, tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, lãnh đạo Báo Vĩnh Phúc, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh. Chương trình phối hợp tuyên truyền nhằm mục đích nâng cao chất lượng và hiệu quả phối hợp tuyên truyền về giáo dục và đào tạo, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết số 29 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 11 về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo. Đồng thời thông tin kịp thời chính xác các chủ trương, đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước về giáo dục và đào tạo, giới thiệu các nhân tố mới, điển hình tiên tiến. Qua đó khẳng định sự đóng góp của ngành giáo dục trong sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Tại buổi lễ ký kết, lãnh đạo các cơ quan báo chí đã đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo chủ động cung cấp thông tin kịp thời về chủ trương và hoạt động của ngành giáo dục, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho các phóng viên tác nghiệp trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh. Cùng với đó, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Báo Vĩnh Phúc. Mới đây tại Sở Tài nguyên và Môi trường, Cụm thi đua số 1, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2014, triển khai nhiệm vụ năm 2015. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường và Sở Tài nguyên và Môi trường 10 tỉnh thành thuộc Cụm thi đua số 1, Bộ Tài nguyên và Môi trường, bao gồm Hà Nội, Thái Bình, Nam Định, Hải Dương, Hải Phòng,
Hà Nam, Hưng Yên, Vĩnh Phúc, Ninh Bình và Bắc Ninh. Năm 2014, công tác thi đua khen thưởng của cụm thi đua số 1 đạt được những thành quả đáng khích lệ. Sở Tài nguyên Môi trường các tỉnh trong cụm đã tích cực tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành các văn bản hướng dẫn thi hành luật đất đai 2013 thuộc thẩm quyền, rà soát hoàn thiện bộ thủ tục. Ngày 3 tháng 2 năm 1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, đánh dấu một bước ngoặt vĩ đại trên con đường đấu tranh giải phóng dân tộc. Khẳng định chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho mọi hành động của cách mạng, của Đảng và nhân dân ta. 85 năm xây dựng và trưởng thành, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo nhân dân ta dương cao ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, làm nên những thành tựu vĩ đại. Thắng lợi của cách mạng tháng 8 năm 1945 xóa bỏ chế độ thực dân nửa phong kiến, mở ra kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ năm 1954, đại thắng mùa xuân năm 1975, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, bảo vệ tổ quốc, làm trọn nghĩa vụ quốc tế. Và thắng lợi của công cuộc đổi mới, tiến hành công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Tiếp tục đưa đất nước từng bước quá độ lên chủ nghĩa xã hội với nhận thức và tư duy mới đúng đắn, phù hợp thực tiễn Việt Nam. Tự hào về Đảng Quang Vinh, về Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Mỗi cán bộ, đảng viên và mỗi người dân Việt Nam ở trong nước và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài càng thấy rõ hơn trách nhiệm của mình. Nguyện đi theo Đảng, xây dựng Đảng ngày càng trong sạch vững mạnh, tiếp tục lãnh đạo nhân dân ta đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội. Vụ xuân năm nay thời tiết thiên về ấm và khô hạn, lúa xuân có thể trổ sớm hơn mọi năm để giúp cây lúa đẻ khỏe, đẻ tập trung, bông to, năng suất cao. Sau đây mời quý vị và các bạn theo dõi một số biện pháp kỹ thuật chống nóng cho mạ vụ xuân năm 2015. Hiện nay thì bà con nông dân đang khẩn trương bước vào cái thời vụ sản xuất vụ lúa xuân năm 2015. Tuy nhiên thì trong quá trình đi kiểm tra thì chúng tôi nhận thấy là một số diện tích mạ bà con che phủ ni lông gặp cái điều kiện thời nắng, thời tiết là nắng ấm, chúng ta không mở ni lông. Chính vì vậy là mạ bị xém lá và cháy lá. Thế để chủ động cái lượng giống gieo cấy được hết cái diện tích của vụ xuân năm 2015 thì chúng tôi lưu ý bà con một số cái biện pháp như sau. Thứ nhất là đối với những ngày mà có nhiệt độ trung bình trên 20 độ C kết hợp với lại nắng ấm thì lưu ý bà con là chúng ta cần phải tiến hành là mở ni lông ở hai đầu lúa mạ. Đặc biệt là trước khi mà chúng ta đem mạ ra cấy từ khoảng 2 đến 3 ngày thì bà con có thể tiến hành là mở một nửa hoặc là mở hoàn toàn lúa mạ để cho mạ làm quen dần với lại cái môi trường ở bên ngoài. Khi chúng ta đem cây mạ ra cấy thì sẽ nhanh hồi xanh và bước vào cái quá trình đẻ nhánh được tốt. Thế ngoài ra thì để đảm bảo được cái diện tích gieo cấy hết ở vụ xuân thì bà con cũng cần chuẩn bị một cái lượng giống dự phòng nhằm đảm bảo gieo cấy hết cái lượng diện tích ở vụ xuân. Thế lưu ý bà con là khi mà cây mạ đạt từ 2,5 cho đến 3 lá thì chúng ta tiến hành là đem cấy, và khi cấy thì phải cấy nông tay và cấy thẳng hàng, và chỉ cấy ở những cái ngày mà có nhiệt độ trung bình là trên 15 độ C, và tuyệt đối chúng ta không nên cấy vào những ngày mà có nhiệt độ dưới 15 độ C. Thế ngoài ra thì ở những cái nơi ở những cái chân đất mà chủ động được tưới tiêu thì bà con có thể áp dụng biện pháp là gieo thẳng, và cái lịch gieo thẳng thì chúng ta có thể gieo từ ngày 10 đến 15 tháng 2. Theo thống kê của Chi cục Thú y tỉnh, hiện toàn tỉnh có 6 cơ sở đã đăng ký hoạt động giết mổ với cơ quan thú y. Trung bình một ngày các lò mổ thực hiện giết mổ gia cầm từ 50 đến 200 con, đối với gia súc từ 5 đến 20 con. Tập trung ở thị xã Phúc Yên, huyện Lập Thạch, huyện Bình Xuyên và thành phố Vĩnh Yên.
Để chủ động phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc gia cầm trong dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015, Chi cục Thú y tỉnh đã có văn bản chỉ đạo trạm thú y các huyện thành thị triển khai tới các địa phương tiến hành ký biên bản cam kết tới các hộ thực hiện hoạt động kinh doanh, buôn bán, vận chuyển, giết mổ động vật, sản phẩm động vật theo các quy định của pháp luật. Chúng tôi đã tăng cường giám sát dịch bệnh của cán bộ thú y, các thành viên trong ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh gia súc gia cầm, thường xuyên xuống cơ sở để nắm bắt tình hình và phát hiện cái dịch bệnh kịp thời và thực hiện tiêm phòng bổ sung cho đàn vịt, đàn chó mèo mới nuôi và mới lớn, triển khai thực hiện ký cam kết với các hộ kinh doanh, buôn bán, vận chuyển động vật, sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc, ốm bệnh, không qua kiểm dịch, thực hiện vệ sinh, tiêu độc, khử trùng phương tiện vận chuyển. Cụ thể, các hộ thực hiện hoạt động giết mổ, ký cam kết không buôn bán, vận chuyển hoặc tiếp tay cho việc buôn bán, vận chuyển động vật, sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc, xuất xứ, động vật mắc bệnh, chết và thực hiện vệ sinh khử trùng dụng cụ giết mổ. Khi con lợn giống là phải có nguồn gốc, cho đến khi lợn lớn cũng phải mạnh khỏe thì tôi mua. Đấy, ốm đau là tôi không mua, mà về mà giết mổ ở lò nhà tôi là bốn xung quanh. Mô hình của tôi là phải ốp gạch sạch sẽ, bàn sạch, có lồi hơi, vệ sinh an toàn. Và xung quanh nhà thì chúng tôi, trong khi mà giết mổ xong, hàng ngày tôi vẫn phải là phun thuốc, tẩy sát trùng. Theo kế hoạch, từ nay đến Tết Nguyên đán, các địa phương sẽ phối hợp với trạm thú y thành lập các tổ kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ tới các thôn, xóm, hộ chăn nuôi, khu vực tập kết, chợ, tụ điểm buôn bán động vật, sản phẩm động vật, nhằm phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định pháp luật về thú y. Bệnh viện Đa khoa khu vực Phúc Yên vừa thực hiện thành công phẫu thuật tán sỏi niệu quản nội soi ngược dòng bằng laser cho bệnh nhân Nguyễn Thị Thành, 56 tuổi, ở Bảo Tháp, Kim Hoa, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội. Trước khi vào viện, bệnh nhân đã có những cơn đau bụng tại nhà và bệnh nhân đã sử dụng thuốc đông y dài ngày không khỏi. Được các bác sĩ trong bệnh viện hội chẩn đoán bị sỏi niệu quản phải. Hình ảnh trên phim cho thấy kích thước sỏi to 10mm tại niệu quản 1/3 trên. Bệnh nhân đã được chỉ định mổ tán sỏi nội soi ngược dòng bằng laser tại bệnh viện. Sau hơn 20 phút đồng hồ trực tiếp, bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Hồng Thanh, trưởng khoa thận tiết niệu và kíp mổ khoa tiết niệu bệnh viện Đa khoa khu vực Phúc Yên đã thực hiện thành công ca mổ tán sỏi nội soi ngược dòng bằng laser. Tán sỏi nội soi ngược dòng bằng laser là một bước đột phá công nghệ trong phẫu thuật ngoại khoa điều trị sỏi tiết niệu, mang lại hiệu quả cao. Giúp quá trình tán sỏi hiệu quả và an toàn, bệnh nhân không phải trải qua cuộc phẫu thuật lớn, có thể tán mọi loại sỏi với kích thước lớn mà không gây tổn thương niệu quản. Thời gian tán sỏi nhanh và thời gian nằm viện ngắn, chỉ 2 đến 3 ngày, bệnh nhân có thể ra viện. Năm học 2014-2015 là năm học thứ 3 Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học. Đây không chỉ là sân chơi ý nghĩa thiết thực mà còn là nơi giúp các em học sinh trung học thỏa sức sáng tạo, nghiên cứu khoa học. Ngoài việc chú trọng nâng cao chất lượng các môn văn hóa, Trường Trung học Phổ thông Bình Xuyên luôn tạo điều kiện khuyến khích các em học sinh tham gia sáng tạo khoa học kỹ thuật. Nhà trường đã phát động học sinh các khối xây dựng ý tưởng, tạo tiền đề để lựa chọn những ý tưởng chất lượng, có tính khả thi cao để tham gia dự thi. Hàng năm để hưởng ứng cái phong trào thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật do sở tổ chức thì nhà trường đã lựa chọn rất là nhiều những cái đề tài khoa học kỹ thuật có tính ứng dụng cao và tham gia vào cuộc thi. Và chúng tôi đã đạt được rất là nhiều những thành tích khả quan. Ví dụ như năm học 2013-2014, đề tài ngôn ngữ A Còng đã được giải nhất lĩnh vực. Năm học 2014-2015, đề tài nữ sinh bạo lực học đường thực trạng và giải pháp đạt giải nhì lĩnh vực. Rất nhiều ý tưởng hay có tính ứng dụng cao của Trường Trung học Phổ thông Bình Xuyên được các thầy cô và các em học sinh triển khai thực hiện như ngôn ngữ thời A Còng, phòng chống bạo lực học đường, cặp sách thông minh. Tất cả những đề tài đều được các em tìm hiểu từ thực tế học đường để áp dụng vào sản phẩm. Vì vậy, những đề tài đó không chỉ mang tính ứng dụng cao mà còn đem lại ý nghĩa lớn đối với học sinh trong nhà trường. Trong đó, đề tài phòng chống bạo lực học đường đã đạt giải nhì lĩnh vực cấp tỉnh trong hội thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học năm học 2014-2015. Sau những giờ học căng thẳng thì chúng em được tham gia nghiên cứu khoa học kỹ thuật. Từ việc nghiên cứu khoa học kỹ thuật này, chúng em đã rút ra cho mình những kinh nghiệm rất bổ ích và rèn cho mình khả năng thuyết trình giữa đám đông cũng như là đưa những kiến thức trong sách vở để ứng dụng vào thực tế.
Có thể nói, việc khuyến khích các em học sinh nghiên cứu khoa học kỹ thuật đã đem lại không khí học tập và sáng tạo sôi nổi trong nhà trường. Qua đó học sinh có thể phát huy niềm đam mê, năng khiếu của mình, giúp các em có môi trường học tập lành mạnh, tránh xa tệ nạn xã hội. Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, thời gian qua, xã Trung Nguyên, huyện Yên Lạc đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, huy động cả hệ thống chính trị và người dân tham gia xây dựng nông thôn mới. Để đạt được những tiêu chí về xây dựng nông thôn mới, xã đặc biệt quan tâm tới việc đẩy mạnh phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, tăng tỷ trọng công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề và dịch vụ. Đến nay, xã đã cơ bản hoàn thành việc xây dựng nhà văn hóa trung tâm, sửa sang nghĩa trang liệt sĩ, xây dựng đường giao thông nông thôn. Cho đến thời điểm này, xã Trung Nguyên đã đạt được 12 trên 19 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới. Hiện nay, tỷ lệ hộ nghèo của xã Trung Nguyên còn 2,85%. Cũng như nhiều địa phương khác trên địa bàn tỉnh, việc triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đã và đang được xã Văn Quán, huyện Lập Thạch tích cực triển khai. Tuy nhiên, tiêu chí giao thông vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Hiện xã Văn Quán đã hoàn thành 11 trên 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Một trong những tiêu chí được Ủy ban Nhân dân xã đánh giá là khó hoàn thành nhất là tiêu chí giao thông. Mặc dù trong năm 2014, Ủy ban Nhân dân xã đã giải phóng mặt bằng được 28.800 m² đất. Nhân dân tự nguyện đóng góp trên 6 tỷ đồng để xây dựng gần 47 km đường giao thông thôn xóm, xã với chiều rộng các tuyến đường từ 3 đến 7 mét. Khó khăn nhất hiện nay là chúng tôi là cái tiền để hỗ trợ nhà nước và đổ bê tông. Hiện nay là chúng tôi còn rất là nhiều. Toàn xã thì mới đổ bê tông được khoảng 12%. Nên là tất cả các thôn xóm, các nhân dân là đồng tình ủng hộ để hiến đất mở đường giao thông. Hiện nay toàn bộ các tuyến đường là về đến thôn là 2 hộ trở lên là ô tô đều đi vào được. Tiêu chí giao thông được hoàn thành sớm sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho đời sống của nhân dân trong xã. Vì vậy, ngay từ đầu năm 2015, Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân xã đã có những định hướng tích cực, phấn đấu đưa tiêu chí giao thông hoàn thành vào cuối năm. Đề nghị nhà nước, tức là trên sẽ hỗ trợ để tiền để đổ bê tông. Tiến tới để 2015-16 là chúng tôi sẽ cố gắng để hoàn thành. Trước quyết tâm cao của Đảng bộ và Nhân dân xã Văn Quán, tin tưởng rằng việc phấn đấu hoàn thành tiêu chí giao thông trong năm 2015 sẽ đạt được những kết quả khả quan như mong đợi.